Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình chuyên về game bài tài xỉu nha anh em. Lại là một ngày nữa anh em ta cùng nhau kiếm tiền với con game bài iWin, hay còn được là iWin 68 nha. Những anh em nào mà chưa trải nghiệm được con game bài iWin, anh em hãy nhanh tay nhấp vào phần mô tả, phần bình luận, mình có để đường link để cho anh em đăng ký tham gia trải nghiệm cái tiền của mình. Ngoài ra thì mình còn có một group chuyên phát lọc cho anh em, nên anh em hãy tranh thủ ở đó anh em lọc. Còn bây giờ, trước khi mà vào với con game bài iWin, mình sẽ giới thiệu qua cho anh em một số sự kiện. Anh em có một sự kiện này, anh em có thể vào để em báo danh. Ngoài ra thì còn có thêm đó là sự kiện vòng quay, anh em chơi bất kỳ cái trò chơi nào trong game bài iWin có điểm tổng cường có thể vào đây quay được cái sự kiện vòng quay kim cương, vòng quay vàng, vòng quay bạc để mà lấy thêm được rất là nhiều cái tiền khuyến mãi từ những cái sự kiện này nha anh em. Còn có thêm cho anh em đó là sự kiện VIP Club, anh em cố gắng làm sao mà lên được cấp độ VIP càng cao thì anh em lại càng nhận thêm được nhiều lương tuần cùng với sự kiện cây tiền, thưởng nạp, sinh nhật và quà cuối năm. Còn bây giờ thì anh em ta lại tiếp tục để mà vào đục tài xỉu. Thì cơ bản là vừa vào thì mình đang gặp về một cái nhịp cầu đi về gọi là cầu 222 này. Cái cụm cầu mà đi về gọi là cầu 22 này đã đi rất là dài rồi, nên là bây giờ tôi lại tập trung cái nhịp cầu này đi về gọi là cầu xỉu để mà theo về gọi là cầu 11 lại nha. Thời điểm này chắc chắn là sẽ đẩy nhau một cái nhịp đi về gọi là cầu 11 thôi anh em. Đó. Nếu như mà vừa rồi mà nó không có căng cái nhịp cầu này thì chắc chắn là anh em ta đã ăn đậm rồi. Tại vì sao? Anh em có thể thấy được này, cái cụm cầu gọi là cầu 222 này đã đi được tới 6 nhịp rồi. Tổng cộng là 6 nhịp rồi. Mà nếu mà so ra thì bình thường thì nó tầm 6 nhịp thôi là nó cũng đã đảo cầu rồi nha anh em. Nên là tại sao cái nhịp cầu vừa rồi là mình lại dám tự tin để mà mình đánh lớn như vậy. Đấy, chứ không phải là ở đây là không có lý do để đánh nha anh em. Phải có lý do thì mới dám đánh lớn như vậy. Đó, cầu này lại đi về gọi là cầu 211 tiếp nè. Xuất hiện ở đây là thêm một lần nữa đi về 12 điểm về là cầu tài thì anh em ta lại đẩy nhau về lại cầu 11 trước. Đó, theo ngược lại cái tay này đi về gọi là cầu xỉu trước để xem thử là cái thời điểm này là cái nhịp cầu này nó có đi về gọi là cầu 11 được là không nha. Đấy, vẫn rất là đông anh em thì chen nhau đi về gọi là cầu tài, còn mình thì mình vẫn sẽ nuôi về gọi là cầu xỉu thôi. Đó, anh em thấy chưa? Cả nhịp cầu này đã vẫn đi về gọi là cầu 11. Thì sau khi mà nó đã đi về gọi là cầu 11 được rồi thì đang ở gọi là 4 nhịp cầu rồi. Thì bây giờ tôi sẽ thử tôi nuôi thêm một tay này đi về gọi là cầu xỉu tiếp, cầu bệt lại, cầu 11 lại nha. Quay ngược lại tay này thêm một tay về lại cầu tài để xem thử là còn có khả năng là đi về lại cầu tài được là không nha. Nên là mình vẫn sẽ dí ngược lại về gọi là cầu tài thôi. Ok chưa anh em, cầu vẫn đi về gọi là cầu tài, vẫn ăn nhẹ thêm tay này đi về gọi là cầu tài thôi. Sau khi mà nó tiến hành vào cái giai đoạn mà đi về gọi là cầu 11 được như vậy rồi thì bây giờ lại chủ động để mà đảo cái nhịp cầu này luôn nha. Đấy, với cái hy vọng là thời điểm này là nó sẽ có khả năng là nó sẽ đảo cầu luôn được hay không đây. Thì bây giờ là mình lại dí ngược lại tay này về lại cầu tài thôi để xem cái nhịp cầu này nó có đi về gọi là cầu đảo được hay là không nè. Cầu này đã đi về gọi là cầu tài nha anh em. Cầu thì đã chủ động là đi về lại được cầu bệt rồi đây. Thì sau khi mà nó bệt thêm một tay về lại cầu tài thì anh em ta lại tiếp tục, anh em ta theo về gọi là cầu tài lại thôi. Nên là thời điểm này là mình vẫn sẽ dí về lại cầu tài tiếp nha, để xem thử là cái nhịp cầu này nó còn có khả năng là đi về lại được cầu tài hay là không, hay là nó sẽ lại đảo cầu anh em ta. Cứ cơ bản là phải bắt lại về cầu 13 thôi. Cầu 13 thì đã xuất hiện rồi đây nha anh em, rất là đơn giản luôn. Thì sau khi mà cầu 13 đã xuất hiện được rồi thì anh em ta chủ động, anh em ta nuôi về gọi là cầu 14 luôn nha. Chủ động tiếp tục quay ngược lại tay này về lại cầu tài để mà theo về gọi là cầu 14 nè. Đó, anh em có thể xem được cái bảng lãi lỗ của mình nè. Đó, anh em có thể xem được là bây giờ hầu như là đang ăn thông cầu được rồi. Quá là đơn giản đúng không anh em? Thì bây giờ lại làm thêm một cái tay này về lại cầu tài để mà theo về lại được cầu 114. Tức là cái nhịp cầu này là mình vẫn theo về gọi là cầu tài nha. Đó, anh em thấy chưa? Cầu thì vẫn phát sinh về đây thêm một cái tay đi về 12 điểm về là cầu tài rồi. Thì sau khi mà nó về lại được 12 điểm về là cầu tài rồi thì lại chủ động nuôi thêm một lần nữa đi về gọi là cầu bờ thôi anh em. Đó. Thời điểm này phải gọi là để mà ăn được về lại cầu bờ thì phải gọi là quá là chuẩn luôn nha. Nên là vẫn sẽ dí ngược lại thế này đi về gọi là cầu tài trước để mà sẽ vẫn nuôi về gọi là cầu bờ tiếp nha anh em. Nhưng mà có vẻ như là tới thời điểm này là cầu này bắt đầu đảo cầu rồi. Thì đấy, thì anh em xem không? Hầu như là tôi ăn thông cầu ở đây là 2, 4, 6, 7 nhịp cầu là mới thua lại một nhịp nha anh em. Đó. Thì sau khi mà nó đã về lại được 7 điểm về lại cầu xỉu thì tức nó đang đi về gọi là cầu 41. Anh em ta lại nuôi về gọi là cầu 412. Mình sẽ chủ động là mình đánh lớn cái tay này đi về gọi là cầu tài để xem thử là
có đi về lại được cầu 412 là không nha, hay là nó lại đi về gọi là cầu 42. Đấy, cơ bản thì nó đã đi về lại được cầu 42 rồi nha anh em. Nói chung là ở đây là cái câu chuyện quá bình thường luôn anh em ơi. Đấy, cầu đã đi về gọi là cầu 42 rồi thì chuẩn bị cho tôi sẽ chủ động tôi nuôi về gọi là cầu 43. Tôi nghĩ là đi về gọi là cầu 4321 là sẽ chuẩn hơn rất là nhiều. Cầu này đi về gọi là cầu 421 nè. Vừa rồi thì mình suy ngẫm ở trong 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 người mình là tính là bắt là bắt lại về cầu 43, tức là vẫn bờ thêm một tay về gọi là cầu xỉu, nhưng mà wow, nhưng mà đúng, thực sự là cái suy nghĩ của mình đã đúng rồi nha anh em. Cầu đã phát sinh đi về gọi là cầu 43 được rồi đây. Thì sau khi mà về cầu 43 rồi, anh em ta ngược lại, anh em ta nuôi về gọi là cầu 44. Mình lại ngược lại tay này đi về gọi là cầu xỉu để mà theo về lại được cầu 44 nha. Đấy, cố tình đánh lớn để làm gì, để cho một số anh em người ta căng về lại cầu tài thì người ta cứ việc căng cầu thôi, còn lại thì anh em ta đã xác định là cái tay này là đánh lớn về lại cầu xỉu mà, nên là phải bắt buộc là phải căng cầu lớn như vậy để cho người ta ăn cầu thôi. Anh em thấy không, tôi thua ba cái dịp gần nhất là ít nhất là 20M, thì bây giờ tôi ăn lại 21M đó, chạy đâu được anh em. Tôi đã nói rồi mà, cái câu chuyện ở đây là có những cái hôm mà anh em thấy không, tôi lên vốn rất là lớn, nhưng mà không phải là lúc nào mình cũng lại tập trung vào cái việc là gọi là mình dồn hết tiền để mà mình đánh vào cái nhịp cầu đó, mà mình cũng sẽ chia cái số tiền làm sao để cho nó đều được những cái nhịp cầu còn lại. Ví dụ như bây giờ tôi đánh trước cái nhịp đó 5M tôi thua, thì tất nhiên phía sau vẫn phải còn lại được 10M, 20M để mà làm cái gì, kéo cầu và ăn cầu lại cho nó nhanh hơn, đúng không anh em? Bây giờ đặt cái trường hợp anh em ta đã thua 5M rồi mà còn đánh cứ một nhịp cầu 500 ngàn, một nhịp cầu 1 triệu, thì đến khi nào mới có thể lấy lại được hết anh em? Đấy, nói chung là cái gì cũng phải cần cái sự liều lĩnh, để ý cầu, quan sát cầu thật kỹ, thì bảo đảm với anh em luôn là anh em chơi kiểu gì anh em cũng sẽ thắng, và nó sẽ không còn những cái câu chuyện mà dạng như là anh em phải thua hoặc là anh em xa bờ đâu, không bao giờ. Anh em thấy chưa, bắt đầu ăn trọn vẹn được cái nhịp cầu này về gọi là cầu bờ xỉu ở đây. Tiếp tục là mình sẽ nuôi cái cầu này về là cầu xỉu thêm một lần nữa. Anh em nào mà đã xem được video của mình rồi đã, thì anh em sẽ hiểu được là cái phong cách đánh của mình liên tục là đánh lớn thì mới có lãi được nha anh em. Nên là cái nhịp cầu này là mình vẫn sẽ tập trung về gọi là cầu xỉu một lần nữa. Tiếp tục là cầu này đã đi về gọi là cầu xỉu nha. Thì sau khi mà cái nhịp cầu này đi về gọi là cầu xỉu, anh em thấy không, bệt vẫn là ở đây là 10 điểm về gọi là cầu xỉu nè. Mình lại tiếp tục mình nuôi ngược cái tay này về lại cầu xỉu trước. Đấy, để xem là cái thời điểm này là còn có khả năng là phát sinh đi về gọi là cầu xỉu được gọi là không, hay là nó sẽ lại đảo cầu anh em ta. Đấy, thì cơ bản là phải lụm cái tay này về là cầu xỉu đã. Nên là mình vẫn sẽ dí về lại cầu xỉu trước nha anh em. Có vẻ như là cầu đã đi về gọi là cầu xỉu rồi đây. Đấy, lụm ngay thôi anh em, quá là đơn giản. Cầu vẫn phát sinh về đây là được 7 điểm về là cầu xỉu, thì vẫn sẽ tiếp tục tập trung để mà nuôi về gọi là cầu xỉu thêm một lần nữa. Anh em thấy chưa? Bây giờ anh em ta đã phải gọi là có một cái ngưỡng vốn nó quá là ok đúng không anh em? Đấy, nên là anh em á hãy tranh thủ vào với cái group của mình để mỗi ngày là có thể nhận được lọc lá từ mình nha anh em. Nói chung là cũng cố gắng làm sao mà có thể kiếm được thật là nhiều tiền. Đấy, có thể là lọc lá cho anh em của ít lòng nhiều. Thì cũng rất là mong anh em hoan hỷ anh em đón nhận. Còn bây giờ thì nó đã đi về lại được 14 điểm về là cầu tài rồi, thì bây giờ tôi lại nuôi ngược lại tay về cầu xỉu để mà nuôi về cái nhịp cầu này đi về gọi là cầu xỉu lại nha. Cầu này đã đi về gọi là cầu xỉu rồi đó. Nhưng mà nói chung là tới thời điểm này thì ít nhiều anh em ta cũng đã có được một cái ngưỡng lại khá là ok rồi đúng không? Nên là bây giờ là mình cũng sẽ xin phép anh em là kết thúc video đây, và hẹn gặp lại anh em vào video của ngày mai. Anh em ta sẽ chủ động tiếp tục kiếm tiền với con game và IP nhà anh em. Xin chào và bye bye anh em.